Ngày 5 tháng 11, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã xuất hiện nhiều báo cáo về gian lận cử tri diễn ra ở thành phố Philadelphia, thành phố đông dân nhất của bang chiến trường Pennsylvania. Phát biểu tại cuộc meeting ở bang Pennsylvania hôm 3 tháng 11, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rất nhiều người gian dối đang cố đánh cắp kết quả bầu cử, ám chỉ phe dân chủ. Ông cũng bày tỏ nghi ngờ về độ tin cậy của các máy bỏ phiếu, viện dẫn thông tin từ tỷ phú Elon Musk, người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. Trong cuộc vận động tranh cử diễn ra gần như cùng thời điểm tại thành phố Detroit ở bang Michigan, Phó tổng thống Kamala Harris gọi các cáo buộc gian lận bầu cử của đối thủ là nỗ lực nhằm khiến mọi người cảm thấy phiếu bầu của mình không quan trọng. Ứng cử viên Đảng Dân chủ nhấn mạnh, dù có những người đang cố gắng đào sâu sự chia rẽ, gieo rắc hận thù, nỗi sợ hãi và gây ra hỗn loạn, giờ là thời điểm để nước Mỹ tập trung vào những thứ quan trọng hơn, chính trị và đảng phái. Bà tiết lộ đã gửi phiếu bầu qua thư tại bang California và cảm thấy rất tuyệt về cuộc chạy đua nước rút trong 48 giờ còn lại. Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần đưa ra cáo buộc về gian lận sau khi thất bại trước ứng viên đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Ứng viên đảng Cộng Hòa hôm 25 tháng 10 đe dọa sẽ khiến những quan chức bầu cử và cử tri mà ông cho là gian lận phải lệnh án tù dài nếu ông tái đắc cử. Trước cáo buộc này, Sở Cảnh sát Philadelphia bang Pennsylvania cho hay Họ không biết ông Trump đang đề cập đến vấn đề gì, nhưng khẳng định đến hiện tại chưa có bất cứ báo cáo nào liên quan đến vấn đề bỏ phiếu cần sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật. Trong diễn biến liên quan, một số tiểu bang đầu tiên ở Mỹ đã công bố kết quả bỏ phiếu bầu tổng thống và cho đến nay vẫn chưa có bất ngờ nào. Theo hãng thông tấn AP, cựu tổng thống Trump đã giành chiến thắng tại Tây Venezia và có thêm 4 phiếu đại cử tri, Kết quả kiểm phiếu cũng cho thấy ông Trump dẫn trước bà Kamala Harris tại các bang ủng hộ đảng Cộng Hòa là Indiana và Kentucky. Cụ thể tại Indiana, ông Trump giành 61% phiếu bầu, bà Harris chiếm 37% trong số gần 400.000 phiếu đã kiểm. Tại Kentucky, ông Trump dẫn trước với 71% phiếu, bà Harris sấp xỉ 28%. Indiana và Kentucky lần lượt có 11 phiếu và 8 phiếu đại cử tri. Năm 2020, ông Trump cũng từng thắng ở Kentucky. Trong khi đó, bà Harris đã giành chiến thắng tại Vermont, một thành trì của đảng Dân Chủ. Hãng tin AP vẫn chưa công bố kết quả bỏ phiếu tại tiểu bang giao động là Georgia và Nam California. Tối ngày 5 tháng 11, theo giờ bờ đông của Mỹ, những điểm bỏ phiếu đầu tiên trong khuôn khổ cuộc bầu cử Mỹ năm 2024 đã đóng cửa. Theo tờ USA Today, một điểm bỏ phiếu tại các bang Kentucky và Indiana đã đóng hòm phiếu vào lúc 18 giờ theo giờ địa phương. Trong khi đó, nhiều bang ở bờ Đông của Mỹ sẽ đóng hòm phiếu vào lúc 21 giờ theo giờ địa phương. Các bang bờ Tây của Mỹ sẽ đóng cửa phòng phiếu muộn hơn. Tại tám bang chiến địa, một số hạt bầu cử thậm chí còn phải kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm 2 giờ do sự cố kỹ thuật. Ngày 6 tháng 11 theo giờ bờ Đông của Mỹ, chiều cùng ngày theo giờ Việt Nam, kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại Mỹ đã ngã ngũ với việc ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng hòa giành chiến thắng. Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ tính tới 13 giờ 30 phút giờ Việt Nam, ông Trump đã giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri, vượt qua ngưỡng 270 phiếu theo luật định và qua đó đánh bại ứng cử viên Kamala Harris bên phía Đảng Dân chủ để trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Chiến thắng quyết định diễn ra tại bang chiến trường Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri. Đây cũng là nhiệm kỳ thứ hai ông Trump giữ cương vị chủ nhân nhà trắng sau nhiệm kỳ 1 từ năm 2016 đến năm 2020. Trong ngày bầu cử ngày mùng 5 tháng 11, ông Donald Trump đã có màn thể hiện xuất sắc với hàng loạt chiến thắng vang dội tại bảy bang chiến trường có ý nghĩa quyết định gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Wisconsin và Pennsylvania. Ứng cử viên này đã giành chọn 93 phiếu đại cử tri tại những bang nói trên. Ngay sau khi kết quả được công bố, tổng thống đắc cử Donald Trump đã có bài diễn văn ăn mừng trước đông đảo người ủng hộ tại Palm Beach, bang Florida. Dự kiến các đại cử tri đoàn tại bang sẽ nhóm họp vào ngày 17 tháng 12 tới để bỏ phiếu đại cử tri chính thức bầu ứng cử viên Donald Trump làm tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức tại đội Capitol vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Theo phân tích dữ liệu của Cơ quan Quản lý cấp liên bang, khoảng 20 triệu người Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho thảm họa, con số này gấp đôi so với năm 2017. Nhiều người hiện tin rằng Mỹ có thể rơi vào tình trạng bạo lực chính trị, nhất là sau bầu cử tổng thống ngày 5 tháng 10. Một số người đang tham gia các hoạt động sinh tồn, đóng hộp thực phẩm và mua súng đạn. Bạo lực chính trị bao gồm bóng ma nội chiến là một trong những lý do khiến gia tăng số người chuẩn bị cho cuộc nội chiến thứ hai của Mỹ. Một nghiên cứu gần đây do các nhà nghiên cứu tại trường đại học California David thực hiện đã kết luận rằng một phần ba số người trưởng thành ở Mỹ, gồm một nửa số đảng viên Cộng hòa cảm thấy rằng bạo lực thường hoặc luôn luôn là chính đáng để thúc đẩy một mục tiêu chính trị nhất định như đưa ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Larry Ho, người sáng lập chuỗi cơ sở sinh tồn Survival Condo cho biết kể từ giữa tháng 8, ông đã thấy lượng yêu cầu thuê các hầm chứa tên lửa được cải tạo tại bang Kansas tăng 30% theo tháng, nơi các căn hộ có giá khởi điểm từ 1,5 triệu đô, cung cấp hồ bơi và spa cho những cá nhân có giá trị tài sản dòng cao. Một cơ sở sinh tồn ở bang Colorado là một công trình ba tầng có máy thép mạ kẽm, tường chống đạn và đủ phòng ngầm để chứa 100 người cơ sở nằm trên vùng đất sỏi đá khô cằn, bên dưới những đỉnh núi phủ đầy tuyết. Một phụ nữ trong một gia đình ủng hộ ông Trump nói, cô ấy tin rằng nội chiến sẽ bắt đầu. Cô đã tự trang bị nhiều khẩu súng, trong đó có một khẩu dấu sau máy nướng bánh mì. Một luật sư người Do Thái ở thành phố Atlanta đã mua một khẩu AA-15 như một biện pháp phòng ngừa bạo lực chính trị. Nếu bà Kamala Harris thắng, căng thẳng có thể leo thang, những chia rẽ trong nước rất lớn và chúng sẽ không biến mất, ông luật sư nhận định. Kevin Roberts, chủ tịch quỹ Heritage Foundation, gần đây nhắc đến cuộc cách mạng Mỹ thứ hai đang diễn ra sẽ không đổ máu nếu phe cánh tả cho phép. Nhà bình luận ủng hộ Trump Tim Pool nhắc đến nội chiến hàng chục lần trên mạng xã hội nơi ông có hơn 2 triệu người theo dõi. Ông Trump ngày càng đề cập đến kẻ thù bên trong. Một cuộc điều tra của Reuters đã xác định được hơn 200 trường hợp bạo lực chính trị từ ngày 6 tháng 1 năm 2021 đến tháng 8 năm 2023 và lưu ý rằng nước Mỹ đang vật lộn với sự gia tăng bạo lực chính trị lớn nhất và kéo dài nhất kể từ những năm 1970. Theo kịch bản bầu cử tồi tệ nhất, các vụ bạo lực tồi tệ nhất xảy ra ở nhiều bang như Georgia, Nevada, Arizona, giống như trong thời kỳ tái thiết ở những nơi mà người da trắng cảm thấy đặc quyền của họ bị đe dọa. Vẫn theo kịch bản một tiểu bang đỏ ủng hộ Đảng Cộng hòa hùng mạnh về kinh tế có lẽ là Texas, đang cố gắng ly khai, chính quyền Harris sử dụng vũ lực không cân xứng để ngăn chặn các tiểu bang khác làm theo. Nhiều người vô tội thiệt mạng, người dân bình thường trở nên cực đoan hơn khi những kẻ cực đoan khẳng định rằng quyền lực liên bang là kẻ thù nội chiến đang đến gần. Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump được mệnh danh là người đàn ông thuế quan. Cựu tổng thống Mỹ muốn áp thuế 10 đến 20% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào nước này khi ông trở lại nhà trắng vào năm nay. Mức thuế này sẽ tăng mạnh so với mức trung bình hiện tại là 2%. Đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, ông Trump đề xuất mức thuế thậm chí còn cao hơn, 60%. Nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo các mức thuế quan mới sẽ gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy lạm phát lên cao ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà nghiên cứu từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson có trụ sở tại Washington đã viết cho một lưu ý gần đây rằng việc áp dụng mức thuế cao hơn sẽ gây bất bình cho các đồng minh và các đối tác của Mỹ, thậm chí còn gây ra chiến tranh thương mại trên toàn thế giới, gây tổn hại đến phúc lợi kinh tế toàn cầu và làm suy yếu an ninh quốc gia. Phần lớn các nhà dự báo đều đưa ra dự đoán tiêu cực nếu ông Trump trở lại Nhà Trắng và áp thuế quan mới. Ngân hàng ABN AMRO dự báo nếu nền kinh tế lớn nhất thế giới tăng thuế lên 10% đối với tất cả hàng hóa, thiệt hại đối với tổng sản phẩm quốc nội GDP của khu vực đồng euro sẽ tương tự như thiệt hại từ cuộc khủng hoảng năng lượng bởi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine gây ra. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cũng nhận thấy tác động đến sản lượng toàn cầu do khả năng áp dụng mức thuế quan cao hơn trên toàn thế giới. Mới đây phát biểu tại Chicago, ông Trump đã tái khẳng định quan điểm cứng rắn với các đồng minh bao gồm Nhật Bản, Pháp và Hàn Quốc thông qua thuế quan hoặc đơn giản là đe dọa áp thuế. CNN nhận định nếu ông trở lại Nhà Trắng, cách tiếp cận nói trên đối với quan hệ thương mại sẽ làm suy yếu thêm các nguyên tắc về thương mại mở và cạnh tranh, những điều đã thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong nhiều thập kỷ. Nhìn lại năm 2018 khi ông Trump công bố mức thuế đối với thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, ngay sau đó, Liên minh châu Âu EU đã áp dụng mức thuế riêng đối với một số sản phẩm thép nhất định. Với lý do rủi ro nhập khẩu cao hơn, khối cũng đáp trả trực tiếp Washington bằng mức thuế đối với hơn 3 tỷ USD hàng hóa của nước này, bao gồm xe máy, vải, denim và rượu whisky. Bên cạnh thuế quan, các nhà kinh tế cũng bất bình với mong muốn kiểm soát Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, nhiều hơn của cựu Tổng thống Trump. Ông chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg mới đây, với tôi từ đẹp nhất trong từ điển là thuế quan đó là từ tôi thích nhất nhiều nhà kinh tế đã cảnh báo các mức thuế quan mới sẽ gây tổn hại đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và đẩy lạm phát lên cao ở nền kinh tế lớn nhất thế giới